Chúc đại hội thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị, ca khúc 19 tháng 8, giai điệu đơn giản mạch lạc, dễ hát dễ nhớ, một không khí lạc quan sôi sục của những ngày đầu cách mạng, truyền nhiệt huyết cho toàn thể những người Việt Nam yêu nước. Xin mời quý vị cùng toàn thể đại hội cùng cảm nhận không khí đó qua phần thể hiện của tốp múa Chi hội Nhân dân Thôn Cả Phú. Xin mời quý vị cùng đón xem. Xin quý vị một tràng tay thật lớn. Tiếp tục chương trình văn nghệ để chào mừng đại hội đại biểu nông dân xã Bình Thanh nhiệm kỳ 2023-2028. Tôi xin gửi tới toàn thể hội nghị một ca khúc rất quen thuộc của nhạc sĩ Tuấn Phương, Tiền Đất. Thank you.
Thank you.
xin tặng một chút vốn chiều đến dân thôi. Rồi.